ôm kiều chẳng như là được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không hòn à những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian à bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự đi. Chúng sanh ngồi khắp chúng nghi tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp buổi ôn tập ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 137 đến 140. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư quý vị đang hiện diện ở diễn đàn pháp cú kinh. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn bác Quốc Thanh Á. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh hình ảnh tốt ạ. Ngày hôm nay ngày chủ nhật chúng ta sẽ tiếp tục với buổi ôn tập cuối tuần. Và buổi ôn tập cuối tuần này thì chúng ta sẽ ôn tập với phẩm Đan Đa Quốc Giá phẩm hình phạt 4 câu kệ ngôn pháp cú số 137, 138, 139 và 140. Do là 4 câu kệ ngôn pháp cú này có cùng một cái duyên sự, cho nên chúng ta chỉ ôn một cái duyên sự gồm 4 câu pháp cú này mà thôi. Cũng như là Tịnh Đạt có trình bày ở kỳ ôn tập lần trước đó, thì khi mà chúng ta cầm mic để ôn tập đó thì chúng ta sẽ ôn tập hết nội dung của cái buổi ôn tập. Giống như hôm nay thì khi mà quý vị ôn tập thì quý vị sẽ đọc hết 4 câu kệ ngôn pháp cú Pali Việt cũng như là phần duyên sự tóm tắt. Dạ. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt này. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivademi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục với 4 câu kệ ngôn pháp cú phẩm Đan Đa Quốc Giá phẩm hình phạt câu số 137 cho đến câu số 140. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái giờ ôn tập tập thể, sau đó sẽ mời các quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn tập phẩm hình phạt Đan Đa Quốc Giá
câu số 137. Yo dande na adande su apadute su du sati da sana manya tarang thanang khipa me wa nigacati. Yo dande na adande su apadute su du sati da sana manya tarang thanang khipa me wa nigacati. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Câu số 138. Vedanang parusang janin sarirasa cha pedanang garu kang wabhabhang cittakhe pang wababune vedanang parusang janin sarirasa cha pedanang garu kang wa bi pa a ba thang citta khe pang wa pa bu ne. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Câu số 139. Rajato va upasakang apakkhananja darunang barikhayanja nyatinang phogamnang va papangurang. Rajato va upasakang apakkhananja duranang Bareka yanja nyatinang hoga mangwa bapangurang. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Câu số 140. Atha vasa agarani agidahati pavako kayasa pheda dupanyo nirayang sobapachati. Atha vasa agarani agidahati pavako kayasa pheda dupanyo nirayang soba pachati. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ cảm ơn bác Quách Tha Ná đã hỗ trợ post bài. Dạ kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta chỉ ôn tập một cái duyên sự mà thôi, liên quan đến sự nhập Niết Bàn của Ngài Thánh Tăng Moggallana. Bốn câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay nói về 10 hậu quả của cái việc làm ác, và đặc biệt là việc làm ác đối với cái vị lậu tận hoàn toàn trong sạch không còn phiền não như là vị A-la-hán. Thì một lát nữa quý vị chúng ta đọc phần duyên sự nói về cái cuộc đời kết thúc
của ngài Mokkallana một cách rất là bi thảm, nói về cái tiền nghiệp của ngài. Ở đây chúng ta sẽ nhận thấy một cái điều, đó là cho dù khi đã chứng đắc quả vị A Hán không còn phiền não tử luân hồi nữa, tuy nhiên với cái tiền nghiệp, với cái ác nghiệp đã tạo trong quá khứ còn dư âm lại, thì không một ai có thể tránh khỏi. Một cái điều mà chúng ta sẽ rút ra bài học đáng để cảnh tỉnh. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn tập 4 câu này cùng với cái duyên sự tóm tắt. Mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt thật là nhiều cái sự hoan hỷ, thật là nhiều cái lợi ích. Và đầu tiên thì xin mời cô Pháp Nguồn Lào Cai. Xin mời cô. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng hạnh đại đức Tuệ Đức, đại đức Vịnh Đạt. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp cú. Dạ, cho con để con rớt bài xuống. Con xin được kể câu pháp cú 137. Yo đan đê na a đan đê su ba đút thế su đút sa ti ya san ma ma manh nhà ta tăng ma ta. Chào con xin phép một chút con này các bạn chất đi. Con xin phép được kể lại. Yo đan đê na a đan đê su a ba đút thê su đút sa ti đà san năng đà san nan manh nhà ta răng tha năng khi pa mê qua nịch cha cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kể câu 138 ạ. Quê đa năng ta su ru sang cha minh. Quê đa năng ta ru sam cha ninh. Sa ri ra sa cha phê đa năng. Gà ru căng qua pi a ba thăng chít ta khê băng na ba bu nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý toán tán tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kể câu 139 ạ. Ra cha tô qua u ba sa găng apa kha nang cha da ru nang parika yang ca nya ti nang pho ga nang qua pa pham cu rằng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể tiếp câu 140 ạ. A tha wa sa a ga ra ni a ki da ha ti ti pa wa ko ka ya sa phe da đụng bánh nho ni da ya so sa bách cha ti. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai khi thân hoại mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã kể từ bài 137 đến 140. Dạ, con xin phép được đọc duyên sự ạ. Nhóm kệ ngôn pháp cú này được Đức Phật thuyết khi an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ngài Mokkallana nhập Niết Bàn.
do từng tạo ác nghiệp hãm hại song thân, song một kiếp ở quá khứ mà ngài Mốc Đá La Ná đã bị một toán cướp đánh chết một cách bi thảm. Toán cướp này do một nhóm ngoại đạo thuê để giết chết ngài vì lòng ghen tị với tài đức của ngài. Sau khi hay tin đức vua Achatasattu đã cho bắt và hành quyết cả toán cướp và nhóm ngoại đạo, sự việc ngài Mộc Gá La Ná bị hãm hại đã khiến cho mọi người bàng hoàng, tỏ sự tiếc thương, cho rằng ngài đã chịu tội, chịu một cái chết không xứng đáng. Khi ấy, Đức Phật đã giải thích về tiền nghiệp trong quá khứ, khi đề cập đến hậu quả của nhóm cướp và ngoại đạo, ngài giảng 10 hậu quả nặng nề của việc làm ác. Nếu lấy đao gậy hại người họ toàn thiện, toàn nhân, vị A-la-hán, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này. Bị khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, bị trọng bệnh bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua quan bách, hay bị vu trọng tội, quyến thuộc phải ly tán, tài sản bị tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Dạ hết ạ, con đã đọc xong và con xin phép được xuống mic con mời một vị khác ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính nền lễ Đức Phật, con kính nền lễ giáo pháp, con kính nền lễ Đức Tăng, con kính nền lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn câu pháp cú số 137. Vô đan đề ná á đan đề xú á phá đúc thề xú đúc xá tí giá sàn ná mành nhá tá rằng thà năng khiếp bá mê quá ní gáp chá tí vô đàn đề ná á đàn đề xú á phá đúc thề xú đúc xá tí giá đá sàn ná mành nhá tá rằng thà năng khiếp bá mê quá ni ga ta tế dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Quê đàn quê đá năng phá rú sang cha mịt nìn sa ri rát xá cha bề đá năng gá rú căng hoa pí à pa thăng chiết tắc khê bằng quá bà phú mê bà phú nê quê đá năng bá rú sang cha nin sa ri rát sa cha pê đa năng ga rú cầm hòa pí a ba thăng chít tát khê bằng quá pa phú nê hoặc thọ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Phượng Minh Châu. Câu 139. Ra chá tô hòa ú bá sắc sắc găng áp bát áp bát khan
nan cha đà rú năng pa kiếp khá danh cha nhà tỳ năng vô ga răng quá bát hằng vũ răng ra cha tô hòa ố pa sắc gan áp bắc khà nành cha đà rú năng pa rít khá danh cha nhà tỳ năng bô gà năng quá pa bằng vũ răng hoặc tai quả từ vua hay bị vô trọng tội, bà con phải ly tán tài sản bị nát. Hoặc tai họa từ vua hay bị vô trọng tội, bà con phải ly tán tài sản bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu 140. A thá quát xá a gà rà ní ắc ghi đá há tí bà quá cô ca giác xá bề đà bành nhồ ní rá dân sô bá bát chá tí a thả quát xá a gà rà ní ắc ghi đá há tí bà quá cô ca giác xá bề đà đúc bành nồ bành nhồ ní rá dân sô bá bát chá tí hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Duyên và con xin đọc duyên sự của bài từ 137 tới 140. Nhóm kệ ngôn: pháp cú này được Đức Phật thuyết khi an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ngài Mốc Gan La Ná nhập Niết Bàn do từng tạo ác nghiệp hãm hại song thân trong một kiếp ở quá khứ, mà ngài Mốc Gan La Ná đã bị một thoáng cướp đánh chết một cách bi thảm này do một nhóm ngoại đạo thuê để giết chết ngài vì lòng ghen tị với tài đức của ngài. Sau khi hay tin Đức Vua A Cha Tá Sát Thú đã cho bắt và hành quyết cả toán cướp và nhóm ngoại đạo, sự việc ngài Mốc Ga La Ná bị hãm hại đã khiến cho mọi người bàng hoàng, tỏ tiếc thương, cho rằng ngài đã chịu một cái chết không xứng đáng. Khi ấy Đức Phật đã giải thích về tiền nghiệp trong quá khứ. Khi đề cập đến hậu quả của nhóm cướp và ngoại đạo, ngài giảng 10 hậu quả nặng nề của việc ác đã làm. Của việc làm ác, nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn thân vị A-la-hán, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này, bị khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, bị bệnh trọng bệnh bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua áp bách hay bị vu trọng tội, quyến thuộc phải ly tán, tài sản bị tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Và hết. Và cảm nhân đã đọc bài xong. Và mến mời bằng tay của cô tu nữ Tuệ Duyên, mời cô. Dạ, sơ thú lên thay, cảm ơn chị Cẩm Nhân. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú.
số 137. Dạ cảm ơn huynh Quách Thanh ạ. Vô đàn đề na na đàn đề số ác bất đức thề su đức sa tí đa sàn na mạnh nhá ta rằm thán thà năng khiết bạc mê quá ni gắt cha tí. Vô đàn đề na na đàn đề số áp ba đúng thế su đúng sa tí đa san na mạnh nhà ta ram tha năng hiếp ba mê quá đi gặp cha ti. Dùng trường phạt không trường, làm ác người không ác, trong mười loại khổ đau chịu gấp một loại, chịu gấp một loại khổ. Dạ, câu 138. Quê đa năng phá rú sang trà ninh sa rê rá sa cha phê đa năng gá rú căng qua bí a bà chích tắc chích tắc khê băng qua bà bu rê bu nê. Về đa năng phá ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng ca ru căng qua bi a pa thăng chính ta khê băng qua ba bu nê. Khổ thọ khốc liệt, thân thể bị vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cú 139. Ra chát tu qua u bát sắc gần áp phát khà nành chát đà ru năng bá rích khá dành chát nhà tì năng phô gà năng quá bắp phần cu nằng cu rằng ra cha tô qua u ba sắc gần áp pha khả năng cha đa ru nằng bà rích khả danh cha nhà tí năng phô ga năng qua bà phăng gu năng gu răng hoặc tai vạ từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cú 140. Và ác thác và sát ác gà gà ní ác nghĩ đa hát tí bà quá cổ ca giác sát phê đà đất bành nhồ ní ra dàng sô bát chát ní ra dàng sô bát chát bát chát bát chát bát tì tha qua sa gà ra ni ắc ghi đa ha ti ba qua cô ca gia sa phê đa đức bánh nhô ni ra văn so ba bát cha ti hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả tai thiêu đốt thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sự câu 137, 138, 139 và 140. Nhóm kệ ngôn pháp cú này được Đức Phật thuyết khi ngài khi an
khi an ngự tại Trúc Lâm đề cập đến ngài Mốc Canh La Ná niết bàn, nhập niết bàn do từng tạo ác nghiệp hãm hại song thân trong một kiếp ở quá khứ, mà ngài Mốc Canh La Ná đã bị một toán cướp đánh chết một cách bi thảm. Toán cướp một nhóm ngoại đạo thuê để giết chết ngài vì lòng ghen tị với tài đức của ngài. Sau khi hay tin đức vua Acchatassatu đã cho bắt và hành quyết cả toán cướp và nhóm ngoại đạo, sự việc ngài Mốc Canh La Ná bị hãm hại đã khiến cho mọi người bàng hoàng, tỏ sự tiếc thương, cho rằng ngài đã chịu một cái chết không xứng đáng. Khi ấy Đức Phật đã giải thích về tiền nghiệp trong quá khứ. Khi đề cập đến hậu quả của nhóm cướp và ngoại đạo, ngài giảng 10 hậu quả nặng nề của việc làm ác. Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện, toàn thân, toàn nhân, A-la-hán lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này, bị khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, bị trọng bệnh bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua quan áp bách, hay bị vua trọng tội, quyến thuộc phải ly tán, tài sản bị tan nát, phòng ốc nhà cửa bị dập thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Dạ, bài duyên sự đã hết. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Dạ, bây giờ tự nhiên thấy Tina có nghe âm thanh tự nhiên không? Dạ, kính mời Tina đọc bài ạ. Con kính cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 137. Yo dan de na a dan de su ap pa tun the su tun sati ta san na nhan nya ta ram tha nang khiếp bác mê quá ni cách chát tí. Dùng trượng và không trượng làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yô đán đê nô, a đán đê sư, a bàn thê, am bàn tư, thân sá tí, sán nhà ram tha năng kim ba mê quá ni can cha ti. Câu pháp cú số 138. Quê đã năng pha ru sang cha nin sa ri rắn sa cha phê đã năng ga ru căng qua pi a ba thăng chích tắc kê bằng qua ba phụ nê. Vệ đà năng pa ru sang cha nín sa ri ran sa cha phê đà năng cu ga cu căng qua pi a ba thăng chín tăng kê băng qua ba bu nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cú số 139. Ra cha tu qua úp bát sang gần áp phát ca năng cha đà ru năng phát rít ca yan cha nhà ti năng phô ca năng quáp phần cú rằng. Ra cha ca tu qua úp bát sang gần âm phăng ca nân cha đa lu năng pa rinh khan yan cha nhà thi năng vô ca năng quá pa thân gu răng.
hoặc tai qua hoặc tai vạ từ vua, hay bị vụ trọng tội, bà con phải đi tản sản bị nát tan của hòa. Câu phát cuối số 140. Thất quát sát ác gà ra ní ác kết thá thá tí phà quát cô cà giác xa phê đà đúc bàn nhô ní rác dần xô bát bát chá tí. Anh tha quan sa a gan ra ni a ki dan ha ti pa wa ko ka yan sa fe da dum pan yu ni ra yang su pa pan cha ti. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tích truyện của câu 137, 38, 39 và 40. Nhóm kệ nguôi pháp cú nhóm kệ ngôn pháp cú này được Đức Phật thuyết khi an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đỉnh ngài Mốt Gần Là Ná nhập Niết Bàn do từng tạo ác nghiệp thảm hại song thân trong một kiếp ở quá khứ, mà ngài Mốt Gần Là Ná đã một toán cướp đánh chết một cách bi thảm. Toán cướp này do một nhóm ngoại đạo thuê để giết chết ngài, lòng ghen tị với tài đức của ngài. Sau khi hay tin, Đức vua Acha Tassatu đã cho bắt và hành quyết cả toán cướp và nhóm ngoại đạo. Sự việc ngài Mốt Gần Là Ná bị hãm hại đã khiến cho mọi người bàng hoàng, tỏ sự tiếc thương, cho rằng ngài đã chịu một cái chết không xứng đáng. Khi ấy, Đức Phật đã giải thích về tiên nghiệp trong quá khứ. Khi đề cập đến hậu quả của nhóm cướp và ngoại đạo, ngài giảng 10 hậu quả nặng nề của việc làm ác. Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện, toàn thân, vị A-la-hán, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này. Vì khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, bị trọng bệnh bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua quan áp bách, hay bị vua trọng tội, quyến thuộc phải ly tán, tài sản bị tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý sư nữ và đạo tràng. Có sai xin sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào đạo toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn Đại Đức Tịnh Đạt đã cho con tín hiệu nghe rõ và cô Như Pháp. Dạ, con cảm ơn chú Quát Tha Ná đã bót bài. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú 137. Rô đàn đề na đàn đề su áp ba đút thề su đút sa ti đa sàn nam mạnh nha ta rằng thà nằng thiếp ba mề qua ni gách cha ti rô đàn đề na đàn đề su áp ba đút thề su đút sa ti đa sàn nam mạnh nha ta rằng thà nằng khắp ba mê qua nỉ gách cha ti dùng trượng phạt không trượng làm ác người không ác trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã, con xin đọc câu 138.
quê đa năng pha ru sang cha ninh sa ri rát sa cha phê đa năng ga ru căng hòa bi à bà thằng chi tắc phê bằng hoa bà bu nề quê đa năng pha ru sang cha ninh sari rát sa cha phê đan gà ru căng ba bi ba thăng chi ta phê phăng quả ba bu nê hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý, ý tâm. Thế là của bạn Hòa Thượng Thích Minh Châu, dạ câu 139. Ra cha tô quà u ba sắc găng áp áp phát khà nành cha đù ru nằng bà rít khà rành cha nhà tì nằng phô gà nằng quá ba phằng gú răng. Ra cha tô qua u ba sắc căng áp phát khả năng cha đa ru năng bà rít ca ranh cha nhà tí năng vô qua năng qua bà phăng gu răng hoặc tai vạ từ vua hay từ vụ trọng tội bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Đấy là của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc câu pháp cú 140. A quát sa a ga ra ni ak ghi đà ha ti bà qua cô cà rát sa phê đà đúc bành nhồ ni ra rằng sổ ba bách cha ti a tha sa a tha qua sa a ga ra ni a kỳ đà y ta ti ba qua cô cà rát sa phê đà đúc bành nhồ ni ra răng so bà bách cha ti hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tiêu bị hỏa tai tiêu thiêu đốt khi thân hoại mạng chung ác tuệ sanh địa ngục. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc duyên thử duyên sự câu pháp cú 137, 138, 139, 140. Nhóm kệ ngộ nguồn pháp cú này được Đức Phật thuyết tại khi an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ngài Mốc Ga Gan La Ná nhập Niết Bàn do từng tạo hãm hại song thân một kiếp ở quá khứ mà ngài Mốc Ga Lan Ná đã bị một toán cướp đánh chết một cách bi thảm. Toán cướp này là do một nhóm ngoại đạo thuê để giết chết ngài vì lòng ghen tị với tài đức của ngài. Sau khi hay tin Đức Vua Á Chà Tá Sát Tú đã cho bắt và hành. Không nhìn được. Và hành quyết cả toán cướp và nhóm ngoại đạo. Sự việc ngài Mốc Ga Gan La Ná bị hãm hại đã khiến cho mọi người bàng hoàng, tỏ sự tiếc thương cho ngài rằng ngài đã chịu một cái chết không xứng đáng. Khi ấy, Đức Phật đã giải thích về tiền nghiệp trong quá khứ. Khi đề cập đến hậu quả của nhóm cướp và ngoại đạo, ngài giảng 10 hậu quả nặng nề của việc làm ác.
Nếu lấy đao gậy hại người, toàn thiện toàn nhân vì án lập tức, kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này, bị khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, bị trọng bị bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua quan áp bách, hay bị vu trọng tội quyến thuộc phải ly tán, tài sản bị nát tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết đọa vào địa ngục. Dạ con đã đọc xong, dạ con kính cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bót bài, và con kính cảm ơn quý chư tăng ạ. Sa thu lành thầy Quang Thanh. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể kinh pháp cú từ số 137-40, kính tri ân đại đức tịnh đạt và toàn thể các quý vị cho biết nghe rõ. Yo dan de na van de su apa du the su du sa ti da san na man ya ta rang tha nang Kippameva nigacchati. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Bản dịch của ngài Minh Châu. Vedanang parusang chanin sarirasa cha pedanang garukang vapi abathang chitta kepang vapapune. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của ngài Minh Châu. 139 Rachatova upasakang apakat nancha darunang parikayancha nyatinang pokhanang vapapangkurang. Hoặc tai vạ từ vua, hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch của ngài Minh Châu. 140 Athavatsa agarani akidahati pavako kayasa peda dupanyo nirayang sopapachari. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Bản dịch của ngài Minh Châu. Và câu kệ số 137-140, nhóm kệ nguồn pháp cú này được Đức Phật thuyết khi ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ngài Mokkalana Nhâm Thiết Bàn. Do từng tạo ác nghiệp hãm hại song thân trong một kiếp ở quá khứ, mà ngài Mokkalana đã bị một toán cướp đánh chết. Một cách toán cướp này do một nhóm giết chết ngài vì lòng ghen tị với tài đức của ngài. Sau khi hay tin, đức vua Ajatasattu đã cho bắt và hành quyết cả toán cướp và nhóm ngoại đạo. Sự việc ngài Mokkalana bị hãm hại đã khiến cho mọi người bàng hoàng, tỏ sự thương tiếc cho rằng ngài đã chịu một cái chết không xứng đáng. Khi ấy Đức Phật đã giải thích về tiền nghiệp trong quá khứ. Khi đề cập đến hậu quả của nhóm cướp và ngoại đạo, ngài giảng 10 hậu quả nặng nề của việc làm ác. Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, tức là vị A-la-hán, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này, bị khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, bị trọng bệnh bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua quan áp bách, hay bị vu trọng tội quyến thuộc phải ly tán, tài sản bị tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Dạ hết, còn xin được xuống mic cả mời cô tu nữ Như Pháp.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, mến chào cô Quang Nguyệt. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con thấy đồng hồ con là 7:50 rồi. Còn 10 phút nữa thôi. Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Con xin thay mặt đạo tràng. Dạ, con xin phép được trốn trả bài. Chúc ơn bài. Dạ, con xin phép để thỉnh sư, để sư giảng giải và cũng như kết thúc bài học hôm nay cho chúng con hiểu rõ hơn, để được lợi ích ngay hiện tại và được sự vui lâu dài do sự giảng dạy của sư. Nên con trúng ông bài bạch sư, sư hoan hỷ cho con. Dạ, bây giờ thì con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thú mình thay. Không biết đây là cái cô Như Pháp, không biết đây là cái lý do được chấp nhận hay không. Như vậy thì chúng ta vừa ôn tập 4 câu kệ ngôn pháp cú với một cái duyên sự. Từ đây về sau thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp này. Chúng ta sẽ sư sẽ chọn những câu pháp cú cũng như là duyên tóm tắt để vừa đủ một vị có thể ôn tập hết tất cả, một vị ôn tập trọn vẹn cái trong cái ngày hôm đó, chứ không giống như là kỳ trước chúng ta là mỗi vị chọn một câu mà chúng ta chỉ như ngày hôm nay thì rất là hoan hỷ, tức là mọi người sẽ được ôn tập hết tất cả các câu kệ ngôn pháp cú trong cái buổi sinh hoạt. Dạ, cũng vừa đủ với cái thời gian. Thưa quý vị thì cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thưa quý vị thì hôm nay chúng ta ôn lại một cái câu chuyện mà xảy ra làm cho chúng ta là những người con Phật, những người kính lễ Phật, kính lễ pháp, kính lễ tăng chúng, tỏ cái sự tiếc thương. Tuy nhiên thì với cái sự ra đi của Ngài Mô Ca La Ná, với một cái vị thánh tăng đệ tử cao đồ của Đức Phật, nhưng mà bị một cái cảnh đó là hành hạ thân xác khi mất, thì cái cảnh đó làm cho mình có nhiều cái thắc mắc. Cái vị mà công đức như là các ngài vị thánh tăng thì tại sao phải chịu một cái hậu quả đáng thương như vậy? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta không có khả năng để mà nhìn thấu được cái nguyên nhân, nhìn thấu được cái nhân mà mọi người đã tạo ở trong quá khứ, như là trong thời kỳ Đức Phật. Có Đức Phật đó, có chư tăng thánh tăng đó, cho nên trong ngày hôm nay đó mà chúng ta nhìn thấy với cặp mắt của mình, với cái hiểu biết của mình, những cái sự mà ra đi của những người mình thương tiếc đó, những bậc tu hành hay là những người mình kính trọng, những cái cuộc ra đi á, chúng ta thấy nó rất là sớm, rất còn rất là trẻ, 40 mấy, 50 mấy, 60 mấy. Rồi có những cái người mà sống rất là ăn hiền ở lành mà lại có những cái bị tai nạn hay là bị một cái vấn đề gì đó mà mất một cách không có nhẹ, thì chúng ta lại đặt cái vấn đề đó là như vậy cái người mà chết mà không có nhẹ nhàng đó, thì cái người đó không có hợp lý với cái đời sống hiện tại của họ. Tuy nhiên nó hợp lý với cái nghiệp mà họ đã tạo ở trong quá khứ. Có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái chết lắm, nhiều khi là họ đã hết tuổi thọ
hết tuổi thọ ở trong cái kiếp này, dẫn đến cái chết. Rồi nhiều khi đó là do là cái ác nghiệp ở trong quá khứ nó cắt ngang, cái cắt ngang cái mạng sống, vân vân. Nhưng mà chúng ta không, do vì chúng ta không có cái khả năng để mà đánh giá, để mà hiểu rõ cái nguyên nhân, cho nên chúng ta dựa trên cái đánh giá của bản thân mình, chúng ta nói rằng cái vị đó là cái vị đó là cái đời sống không có tốt, hay là đời sống hiền thiện cho nên chết với tức tuổi, vân vân. Cái điều đó là cái điều mà sau cái bài học này, sau cái câu chuyện này, chúng ta sẽ có một cái đánh giá khách quan hơn với những cái mất mát, với những cái sự chết của những người mà mình chứng kiến. Nhiều khi cái chết không có nhẹ nhàng, nhưng mà cái phước báo người ta có nhiều, người ta tái sanh vào nên nhàn cảnh nó cũng không có vấn đề gì hết. Sẵn đây thì những cái việc mà có những cái người thân mà chúng ta mất đó, chúng ta đừng có quá lo, đừng có quá lo, đừng có quá lo, mà chúng ta hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì cái người mất đó thì họ đã hoàn thành xong cái kiếp sống này rồi, thì họ sẽ tiếp tục ở trong cái kiếp sống tương lai tùy theo cái phước của họ đi tái sanh. Nhiều khi cái mất mà tuổi trẻ đó, hay là tái sinh mất mà mình thương tiếc đó, nếu mà họ sống nhiều hơn, họ sống lâu hơn thì có nhiều cái lợi ích hơn. Tuy nhiên thì cái điều đó cũng chưa có chắc, chưa có hẳn. Bởi vì đối với cái kiếp tái sinh của cái chúng sinh đó, họ còn nhiều cái may mắn hơn mình nghĩ thì sao? Dạ. Thì chúng ta sau cái bài học này, sau cái câu kệ ngôn pháp cú này, thì chúng ta có một cái hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái quan điểm nhìn khách quan hơn về cái mất mát, về cái sự chết của người trẻ tuổi, hay là mất mát sự chết của người chết không có được nhẹ nhàng. Hoàn toàn chúng ta không có kết luận được là người đó sanh về đâu, hay là người đó do cuộc sống hiện tại, vân vân. Bởi vì chúng ta không có hiểu được cái nguyên nhân ở quá khứ. Và bốn câu kệ ngôn pháp cú này nói về 10 cái hậu quả của người làm ác, và đặc biệt ở đây là người làm ác đối với hay là trực tiếp với cái đối tượng là một cái vị thánh nhân, một vị thánh nhân A-la-hán. Tại vì trong cái câu chuyện này, cái nhóm toán cướp với lại cái nhóm ngoại đạo mà thuê cái nhóm cướp đó, vị Đức Vua Ajatasattu hành quyết rất là thê thảm. Quý vị biết là chôn nửa người, rồi dùng rơm đó, dùng vật cháy đó phủ lên để mà thiêu sống xong rồi dùng cái lưỡi cài đó để mà cài nát cái thân thể khi mà bị thiêu sống đó. Một cái chết rất là hành quyết rất là rùng rợn. Thì đó là do cái ác nghiệp mà sát hại một cái chúng sanh mà đối tượng là một cái vị thánh tăng A-la-hán có nhiều cái phước báo, thì cái hậu quả trổ liền ngay tức khắc, nó trổ liền ngay trong hiện tại. Cho nên được xếp vào trong cái phẩm là Dandavagga, phẩm hình phạt hay là phẩm đao trường đó, nói về cái việc đó là hậu quả của cái việc mà làm ác, hậu quả của việc làm ác. Thì thưa quý vị rằng đó là cái nội dung của câu kệ ngôn pháp cú, nhóm câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay. Chúng tuần sau hay đã sẽ chúng ta sẽ ôn tập hai câu kệ ngôn số 141 và số 142. Số 141 và 142 chúng ta sẽ ôn tập hai câu kệ ngôn mà thôi. Dạ. Bây giờ cũng hết cái thời gian sinh hoạt rồi, thì một lần nữa chúng con xin tri ân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và tham gia lớp học ôn tập cuối tuần này. Cầu mong các vị được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn.